Thưa quý vị, sáng nay, ngày 26 tháng 12, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ trao cờ tàu Hải đội Dân quân thường trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố. Dự lễ trao cờ có Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã công bố quyết định thành lập hải đội và quyết định thành lập chi bộ cơ sở, trao quốc kỳ, cờ dân quân tự vệ cho Hải đội Dân quân thường trực. Nhiệm vụ của lực lượng này là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tuần tra, phối hợp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ ngư trường, ngư dân, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tham gia cứu hộ cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thường xuyên quan tâm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết cho hoạt động của hải đội, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ hải đội nắm chắc kiến thức pháp luật, nhất là pháp luật trên biển, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết chặt chẽ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.